chào anh ạ. Thật là xúc động khi mà chương trình biết rằng là tôi hoạt động trong lĩnh vực văn hóa nghệ thuật truyền thống nên đã đổi cả nhạc hiệu của chương trình. Rất là xúc động, cảm ơn chương trình. Tôi nghĩ là không phải đâu, chắc là có sự nhầm lẫn gì đấy. Chắc là cái anh âm thanh lại đang ra cổng đài lấy show cho đội múa. Hình như là chị trang điểm đang ngồi bấm hộ nên cũng có chút nhầm lẫn, xin lỗi anh. Tức là nhầm đấy ạ. Hơi nhầm một chút ạ. Vâng, thực ra thì tôi phải nói thật, nhầm thế này là mất vui đấy. Thế tôi cảm thấy mất vui. Vâng, thế anh đừng nóng ạ, xin mời anh ngồi ghế nóng. Vâng. Anh thông cảm, từ xưa nay cơm tôi còn chẳng ăn nóng, tôi không muốn ngồi ghế nóng. Thế ạ, vâng. Nguội rồi đấy ạ, lại mời lên ghế nguội ạ, vâng. À, nguội rồi hả? Vâng, mời lên ạ. Vâng, thế để tôi lên. Từ lúc anh bảo cái là tôi lên ghế nóng mà nó nguội hẳn đấy. Vâng ạ. MC là chân lý mà anh. Vâng. Thưa quý vị, ngày hôm nay của chúng tôi với chương trình Ai là tỷ phú, sau khi đài đủ tiền để nâng phần thưởng lên thì chúng tôi đã nghĩ ngay đến anh Tự Long. Và anh Tự Long thân mến, anh có biết là tại sao anh lại được mời là người chơi đầu tiên của chương trình Ai là tỷ phú không ạ? Dạ, cái này phải hỏi đài chứ làm sao lại hỏi tôi. Là vì đài mời tôi nhưng mà tôi có lý do riêng của tôi. Vâng. Tôi nghĩ rằng là đối với tất cả khán giả trên cả nước và ở khắp Nam Châu thì tôi nghĩ tôi là người đặc biệt nhất vì tôi xem VTV3 và có thể nói là lâu năm nhất. Thế ạ? Vâng. Anh có nhớ chính xác từ thời điểm nào không ạ? Chính xác tôi xem VTV3 vào lúc là giờ là 9 tí. Vâng. Tháng Tân Mão năm tháng Tân Mão, ngày Đinh Mão và năm Bình Tý. Vâng. Anh có thể là đổi sang năm dương lịch được không ạ? Tức là ngày 31 tháng 3 năm 1996 đấy. À vâng, đấy anh cứ nói thế cho dễ. Vâng. Thế ngày đấy tại sao anh lại có cái thành tích là xem VTV3 nhiều như vậy ạ? Hôm nay chia sẻ thật có được không? Anh cứ nói thật đi ạ, chương trình này của chúng tôi rất thoải mái. Thực ra cái này là do là vô tuyến nhà tôi nó hỏng. Thế ạ. Vâng. Chả xem được kênh gì ngoài cái kênh VTV3. À vâng. Thế cho nên là tôi cứ xem mãi cái kênh đấy, thế cuối cùng là thành nghiện xong cũng chẳng xem kênh gì khác ngoài VTV3. À thế ạ. Vâng. Có thể nói là tính đến giờ phút này thì tôi xem VTV3 được khoảng độ 105.257 phút 60 giây. 60 giây. Vâng. Vâng. Chưa chương trình ngày hôm nay ra thì chính xác là như thế đấy. Vâng, quả là một thành tích đáng để chúng ta dành một tràng pháo tay. Cảm ơn. Đây là lý do mà chúng tôi mời anh Tự Long là người đầu tiên đến với chương trình Ai là tỷ phú. Và anh đã sẵn sàng đến với câu hỏi đầu tiên của chương trình chưa? Vâng, cũng hơi run vì giải thưởng chương trình cao quá. Vâng, nhưng mà, vâng. Thưa anh, là có hai gói câu hỏi, dễ và khó. Anh thích chơi câu hỏi nào? Vâng, đương nhiên thì những người đi chơi như tôi thì tâm lý bao giờ cũng giống nhau. Người ta làm từ không đến có và chơi từ dễ đến khó. Cứ vâng. Cho tôi câu hỏi dễ đi. Bộ câu hỏi dễ. Vâng. Xin tiết lộ luôn với anh là câu hỏi này có liên quan đến chương trình Gặp Nhau Cuối Năm và Gặp Nhau Cuối Tuần. Ồ, thế thì cái này đúng là dễ với tôi rồi. Vâng ạ. Và cảm ơn chương trình rất nhiều. Vâng. Các là người chơi đầu tiên chương trình có ưu ái. Vâng. Dạ, vâng. Và câu hỏi đầu tiên dành cho anh Tự Long. Xin anh hãy cho biết đã có bao nhiêu người làm nên chương trình Gặp Nhau Cuối Tuần và Gặp Nhau Cuối Năm. Phương án A 444 người. Phương án B 555 người. Phương án C 666 người. Hay là phương án D không đếm được. Mời anh. Thực ra lúc đầu thì nghe cái câu hỏi của chương trình thì tôi nghĩ là nó hợp với tôi. Vâng. Nhưng mà nó chả dễ tí nào anh ạ. Vâng, dễ với người này thì khó với người kia, anh cũng thấy bình thường thôi ạ. Vâng. Thực ra trong suốt quá trình làm việc ấy thì tôi cũng quen rất nhiều anh em đồng nghiệp là nghệ sĩ. Nhưng mà hỏi chính xác bao nhiêu người vì nó còn liên quan đến người phụ diễn, người diễn chính, họa sĩ, rồi biên đạo múa, rồi diễn viên múa, rồi rất nhiều những cái bộ phận khác. Bây giờ hỏi chính xác thì nói thật sự là khó quá anh ạ. Nếu như trong trường hợp khó quá anh có thể sử dụng quyền trợ giúp. Nhưng mà thường thì phải trả lời sau 4 câu mới được trợ giúp chứ ạ? Không, chương trình này ngay từ câu 1 anh được quyền trợ giúp ngay. Thế anh cho tôi trợ giúp luôn đi. Vâng, anh định dùng quyền trợ giúp gì ạ? Cho tôi gọi điện thoại cho người thân. Anh định gọi cho ai? Tôi gọi cho anh Thắng á. Vâng, thưa quý vị, quả là một chiến thuật rất thông minh. Anh Thắng hiện nay đang công tác ở trong tổ bảo vệ của đài nên anh nắm rất rõ là những người ra vào đài trong từng chương trình một, nên là hỏi anh Thắng là một lựa chọn rất là sáng suốt của anh Tự Long. Không không, anh có nhầm, không phải đâu, không phải anh Thắng đấy. Anh Thắng đấy là người của đài mà chương trình này đài đưa ra thì chắc nếu mà nhờ người của đài tư vấn thì kiểu gì cũng sai. Nên là giữ tiền cho đài mà. Vâng. Nên chắc chắn là tôi không nhờ anh Thắng đấy. Vâng. Và tôi nhờ anh của tôi là anh nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng ạ. Nghệ sĩ ưu tú Quang Thắng. Chúng tôi xin phép được kết nối cùng với nghệ sĩ Quang Thắng. Chào bạn Hiền. Chào bạn Hiền. Ơi, đang quay phim. Rồi, tôi biết câu hỏi đấy. Trả lời luôn đi, trả lời luôn nhá. Bạn Hiền ơi, bao năm đêm mai chẳng hết. Biết bao tháng ngày. Trả lời đi. Bao nhiêu
diễn viên. Còn 13 giây bao nhiêu đóng góp thầm lặng. Trả lời đi con 10 giây. Niềm vui cho cuộc đời. Không phải hát nữa. Đến sao? Anh trả lời đi. Thế nhá. Xin chào, bye bye. Hết giờ. Bài bức thư tình đầu tiên của Đỗ Bảo ạ. Ôi giờ tôi mới biết là anh Quang Thắng anh lại thích hát đến mức độ như thế. Dù sao thì tôi nghĩ là có thể anh ấy đang hát đoạn đầu, sau đó anh mới vào cái đoạn thống kê ca sĩ. Nhưng rất tiếc chương trình chỉ có 30 giây dành cho người chơi và người trợ giúp. Vâng, bảo anh ấy trả lời thì anh lại hát. Vâng, thế bây giờ câu trả lời cuối cùng của anh là gì? Bố thằng nào mà đếm được. Như vậy là phương án D. Không, tôi nói với anh là chương trình đưa ra cái đáp án rồi bắt tôi trả lời cái đáp án đấy thì bố thằng nào mà đếm được. Vâng, bố thằng nào thì đếm được, tức là phương án D, không thể đếm nổi. Đúng không ạ? Thì đấy là của chương trình, còn tôi thì tôi xác định là bố thằng nào mà đếm được. Vâng, chúng tôi chốt đấy là phương án D. Vâng, xin cảm ơn anh đợi một chút. Xin chúc mừng anh. Phương án của anh hoàn toàn chính xác. Ôi thế là đáp án của chương trình là bố thằng nào đếm được? Không, chính xác là không thể đếm nổi. À thế à? Vâng, thưa quý vị, chương trình gặp nhau cuối tuần và gặp nhau cuối năm đã từ rất lâu rồi, đã làm nên rất nhiều tên tuổi của các nghệ sĩ. Nhưng mà thực sự bây giờ để ngồi thống kê lại xem bao nhiêu người đã tham gia với chương trình đấy thì nói thật với quý vị các bạn đó là điều không tưởng. Bởi vì từ những người rất nhỏ đóng góp ở trong hậu đài rồi vân vân rất nhiều khâu, hay thậm chí cả những biên kịch thầm lặng như chúng tôi không ai thống kê được, nên là rất là nhiều. Tức là tôi đã trả lời đúng được câu vừa rồi đấy ạ. Vâng ạ, chúng ta dành một tràng pháo tay để chúc mừng anh Tự Long đã trả lời xong câu đầu tiên đúng là... của chương trình Ai Là Tỷ Phú. Đúng là không thể tính được. Vâng. Thật là bất ngờ. Vâng. Thế thì tôi được bao nhiêu tiền rồi ạ? Anh chưa được đồng nào cả, tại vì chương trình của chúng tôi là theo chiến lược là được ăn cả ngã về không. Nên anh phải trả lời hết được tất cả các câu hỏi của chương trình thì anh sẽ được 1 tỷ. Còn nếu anh chỉ cần sai một câu là anh sẽ ra về không đồng nào cả. Chương trình đúng là khó khăn thế. Như vậy là anh đã vượt qua câu hỏi đầu tiên, anh đã sẵn sàng đến với câu hỏi cuối cùng chưa? Ôi, này. Dạ. Anh có nhầm lẫn không đấy? Sao thì vừa đầu tiên phát lại cuối cùng luôn là thế nào? Anh thông cảm, bây giờ là đài tính theo đầu chương trình nên là chúng tôi chia nhỏ ra để cho được nhiều số. Thế à? Vâng. Chỉ có 2 câu thôi. Vâng. Xin mời anh đến với câu hỏi cuối cùng, anh sẵn sàng chưa? Vâng, vâng. Cô tôi cũng hơi run đấy. Vâng. Câu hỏi cuối cùng của chương trình Ai Là Tỷ Phú dành cho anh Tự Long. Sau 25 năm hình thành và phát triển, trong tương lai VTV3 sẽ phát triển theo những định hướng nào? Có 4 phương án A, B, C và D. Mời anh. Anh mời cái gì ạ? Câu hỏi của chương trình là xin mời người chơi điền vào 4 đáp án cho câu hỏi vừa rồi. Sao này cứ quái oăm thế? Thế nó mới là chương trình. Cho người ta chọn là chọn phương án A, B, C, D thì phải có phương án cho trả lời, chứ lại bắt điền luôn cả đáp án vào đấy. Vâng, thôi anh điền đi ạ, đấy là quy định của chương trình, tôi không biết làm nào. Bây giờ có 4 phương án A, B, C và D, anh chọn đi ạ. Chưa bao giờ tôi thấy kiếm 1 tỷ mà nó lại khoai như thế này. Đương nhiên, vâng. Sướng quá anh ạ. Vâng. Thực ra thì đúng là khó quá. Nhưng mà theo cái tư duy của tôi, cái người mà xem V3 25 năm rồi. Vâng. Thì tôi có thể... Anh có thể sử dụng quyền trợ giúp. Tôi vẫn được quyền trợ giúp à? Vẫn còn quyền trợ giúp. Anh có thể hỏi ý kiến các nhà thông thái. Ui hay quá. Thì vâng, cho tôi xin sự trợ giúp là hỏi ý kiến các nhà thông thái đi ạ. Vâng ạ, hôm nay chúng tôi có 2 nhà thông thái. Dạ. Đó là một siêu nhà báo. Vâng. Chị Lo và một anh siêu đạo diễn là anh Hà. Chúng tôi hay gọi thân mật là chị Lo và anh Hà. Này anh ơi. Đây là những người đã gắn bó với V3 rất là lâu năm rồi nên anh yên tâm. Nhưng mà nhà thông thái thì mà tên gì lại đặc biệt đấy, tên là Hà mới lo. Thì lo là lo lắng là Hà là vâng, hê đấy ạ. Chị hay lo lắng và một anh thì cũng hay Hà theo kiểu là họ đa nghi thôi ạ. Vâng, thế thôi anh cho kết nối với cả 2 nhà thông thái đi ạ. Vâng ạ, xin mời anh Hà và chị Lo. Vâng. Thế nói không nhỉ? Úi giời. Đây trả lời cho anh cái câu hỏi biết rồi đấy. Nhá, em cho anh biết cái đáp án đó là như thế nào với. Ngày đó. Lại hát tiếp ạ. Sao chương trình làm sao được sao? Đấy, anh phải lắng nghe vào. Tại vì chương trình chúng ta là những kẻ mộng mơ, người ta sẽ hát. Đâu chỉ dằm ba mộng, trong lòng chỉ mơ vơi mơ. Đấy, rất là nhờ mơ mộng. Ôi dồi. Đang hồi tưởng. Nhưng mà tôi còn đang hồi hộp, phải trả lời đi chứ cứ hát mãi thế này à. Tư vấn đi em ơi. Đấy, mang lại buồn vui đấy. Chương trình cũng nhiều ước mơ lúc xưa đến nay chúng ta đã có hết. Đang sốt ruột quá, trả lời đi em ơi, tư vấn hộ. Vẫn kịp khán giả tư dành cho cao chương trình thiết thực. Niềm tin cho xã hội. Hay quá. Rồi nhé, đây là 3 phương án. Tự quyết đi. Vâng. Sao lại tự quyết? Cái ai biết hay là
cảm ơn hai nhà thông thái. Như vậy là anh có thể thấy là tuy họ trình bày khá mộng mơ, nhưng mà họ cũng nói luôn là có 3 phương án ở trong đấy. Và anh thân mến, nói thật là đoạn vừa rồi là quá 30 giây, đáng sao được cắt rồi, nhưng hai đối tượng này chúng tôi không dám cắt. Vâng, nên là chúng tôi để nguyên bài thế. Thực ra là theo cái sự tư vấn của họ thì tôi nghĩ thế này. Vâng. Nếu mà bằng kinh nghiệm của tôi 25 năm xem VTV3 cho đến bây giờ thì tôi nghĩ là VTV3 trong tương lai thì chắc chắn phải có tính giải trí và tính thẩm mỹ rồi. Tính giải trí và thẩm mỹ, phương án A. Rồi. Sao anh lại cứ quy định đấy là phương án luôn à? Thì tôi đặt luôn đấy cho anh cho tiện, phương án A. Rồi, tính thế giải trí và thẩm mỹ, tiếp tục. Thế còn cái thứ hai nữa, theo cảm nghĩ của tôi thì tương lai 25 năm tới thì chắc chắn phải có tính giáo dục và tính định hướng rồi. Giáo dục và định hướng, phương án B. Rồi, phương án C là gì ạ? C à? Còn cái thứ ba nữa thì tôi nghĩ rằng là chắc là nó phải liên quan đến vấn đề là cookbook càng nhiều tiền quảng cáo càng tốt này. Liên quan đến doanh số, phương án C. Rồi, phương án D là gì ạ? Thực ra chỉ nghĩ được ba cái đấy thôi chứ còn bây giờ nghĩ thêm được cái gì nữa nhỉ? Vâng, thế thì xin mời anh suy nghĩ. Chuyện ngày xưa khi về ba được làm giải trí. Đúng rồi. Từ tay không, mọi người chung sức đắp xây nên. Tôi biết. Chặng đường đã qua, lấy nghĩa tình đặt thành nên mong. Đúng rồi. Hiện thực hóa ước vọng, để lên sóng bao nhiêu chương trình. Chuẩn, đúng rồi ạ. Và ngày nay khi muôn nơi công nghệ đổi thay, rồi mình luôn mơ ra thế giới chúng ta ngang tầm. Dù bao khó khăn, có chương trình phải vì doanh số, thì mình vẫn luôn mơ một ngày mai phát triển rực rỡ. Đấy, tôi nghĩ là chỉ nghĩ được đến thế thôi anh ạ. Vâng, vậy phương án D là gì ạ? Vẫn phải trả lời à? Vâng, và tôi xin nói luôn là chúc mừng anh với 3 phương án đầu tiên thì tôi xác nhận là đã đúng rồi. Bây giờ chỉ còn thiếu phương án D nữa thôi là anh sẽ hoàn thành được câu này. Anh đừng có dục, phải để tôi suy nghĩ, 1 tỷ đâu phải ít đâu. Vậy thì xin mời anh suy nghĩ tiếp. Mơ đi những con người nhiệt huyết, cùng sức vóc đôi mươi, còn căng đầy khát vọng. Đúng, thế tôi xác nhận. Mơ đi những con người nhiệt huyết, cùng sức phóng đôi mươi, còn căng đầy át vọng. Tuyệt vời. Mơ đi cứ mơ mộng thêm đi, để mỗi ngày về ba là cuộc sống thêm tuyệt vời. Tuyệt vời. Vậy phương án D là gì ạ? Vẫn phải đưa ra đáp án à? Vâng, phương án D là gì ạ? Nói chung là tôi cũng không có đáp án cụ thể, nhưng mà nói chung là cứ mơ đi anh ạ. Mơ đi, phương án D là mơ đi. Xin chúc mừng anh. Chính xác, đó là hãy mơ đi và dám mơ những giấc mơ lớn, dám mơ những giấc mơ đẹp. Đó là 4 định hướng của VTV3 trong tương lai. Xin chúc mừng anh đã hoàn thành xong câu cuối cùng của Ai là tỷ phú. Ôi trời ơi, vậy là tôi đã trả lời xong. Đúng. Tôi đã trở thành tỷ phú. Đúng. Các con ơi, bố là tỷ phú rồi. Ở nhà các cháu đang xem TV kìa, bố là tỷ phú rồi. Vâng. Dạ. Anh ơi, theo đúng như chương trình thì là... Thưa quý vị, tiếng còi báo hết giờ đã kêu lên. Và như vậy chương trình của chúng ta xin kết thúc ở đây. Và chúng tôi xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình tuần sau. Bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. Chưa biết xét. Quy định của chương trình là bất kể lúc nào mà tiếng chuông báo hết giờ vang lên thì dừng ngay lập tức chương trình, kể cả là chưa làm xét. Vâng. Ôi sao V3 lại chơi kiểu này nhỉ? Xin chào và hẹn gặp lại quý vị. Chúng ta dành một tràng vỗ tay cho anh Tự Long. V3 kỳ lạ thế nhỉ? Sao lại chơi kiểu này nhỉ?